Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Trúc Chú nha. Ngày hôm nay Trúc Chú sẽ giới thiệu cho mọi người một món không phải là món ớt đâu mọi người. Ớt chỉ là một cái gia vị mà mình sẽ ăn kèm với cái món này thôi. Mọi người có nghe được âm thanh gì không? Bây giờ để chuẩn bị ăn món này thì chúng ta phải cắt ớt ra. Chút nghĩ là cũng không có cần quá cay đâu, chừng 2 quả thôi là được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ vào đây một ít nước mắm. Bây giờ thì chắc mọi người đoán được là món gì rồi đúng không? Không để mọi người chờ lâu nữa, cho mọi người xem ngay. Ten 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 ten. Mọi người nhìn có sợ không? Đây là con đun dừa đó. Con này thì tuổi thọ của nó là được 5 ngày. Trúc mua một con như vậy với giá là 6k. Và đây là cái số điện thoại của cái chú bán hàng nè. Mọi người có thể liên hệ với chú để mua nha. Trúc mua ở đường Nguyễn Văn Linh ở quận 7 á. Bình thường thì con đun dừa nó không có to như vậy đâu. Mà sao cái con này nhìn nó to ghê vậy. Nó tự rớt vô luôn rồi. Khi mà mua về á, Trúc rửa sạch. Xong rồi theo cái hướng dẫn của chú đó là Trúc rửa qua nước muối nữa. Mà hồi nãy ngâm vô nước muối á, thấy mấy bả nằm im re à, tưởng là mấy bả chết rồi. Nhưng mà bây giờ bỏ vô trong chén. Nhoi ơi là nhoi. Hồi nãy để vô trong cái micro á, mọi người nghe mấy bả sột soạt cái chỗ đó là cái miệng của mấy bả đó. Đó, vận động viên bơi lội. Coi kìa, lặn luôn rồi. Mình sẽ bỏ nó vào đây nha mọi người. Con này á thì chú nói là ăn sống cũng ngon. Rồi nướng bơ tỏi. Nhưng mà thật sự là nhìn nó cũng kinh dị lắm mọi người. Không biết là ăn như thế nào. Hy vọng là ăn nó ngon. Bởi vì khi mà ăn ngon rồi thì nó sẽ xóa tan đi cái sợ hãi. Còn bây giờ nhìn nó hơi kinh. Bỏ hết đi nha mọi người. Ở đây là Trúc mua 150.000. Được 25 con. Hồi ôi mấy bả bơi kìa. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Để Trúc đưa cho mọi người coi nè. Thật ra cũng có nhiều người nói là ăn một cái con vật mà còn sống như thế này là nó quá ác. Nhưng mà Trúc thì nghĩ là nó cũng là một cái loại thức ăn. Bởi vì cái tuổi thọ của nó không có lâu, 5 ngày là nó sẽ chết thôi. Nên là chú quỷ là cũng không đến nỗi nào đâu. Nhìn bò thì thấy vui mà không dám bóc đâu nha. Cái con này bóc lên ghê lắm, với lại cái răng của nó to lắm mọi người. Nó có thể cắn mình đó. Hồi nãy Trúc gấp nó lên ha. Xong cái răng của nó đó cà cà vô trong cái đũa kêu luôn á. Trước khi ăn món này Trúc đã tham khảo rất nhiều cái clip khác. Trúc thấy là chỉ có những cái người mà kiểu như ở trong rừng á, người ta ăn á, hoặc là những cái người mà ở dưới vùng quê, người ta ăn quen cái món này rồi đó, thì người ta ăn rất là ngon lành. Còn đa số mấy nàng là ăn là nhả ra hết. Còn mình thì không biết làm sao. Sao nó cứ cà rút thế ghê vậy. Có khi nào ngồi tới nửa clip mà chưa ăn được con nào không? À có cái con này chết rồi nè. Con này nằm im re, mình ăn con này đi. Mình ăn con này đi cho đỡ sợ. Nó chết rồi. Bây giờ thử nha mọi người. Không để mọi người chờ lâu nữa. Và thật sự là mình cũng nôn nóng muốn biết cái mùi vị của cái con này. Hy vọng là nó không kinh khủng như cái tổ ong ruồi bữa trước. Đáng lẽ mình phải chuẩn bị một cái thau để mình ối với ta. Thôi lấy cái chén này chắc được. Phải chuẩn bị sẵn, bởi vì phía trước là gì mình không hề biết đâu. Con này cũng muốn chết rồi nè. Làm như nó chui vô trong đây, nó cắn nhau hay sao. Con này con kia trầy xước hết rồi. Sao hồi nãy mình không có bỏ vô rượu mình ngâm ta, mình ngâm cho nó xỉn đi. Cảm giác như là nước mắm là thế giới của mấy bà này á. Mấy bà vô bơi quá trời bơi. Mà bơi không phải là cái kiểu mà dãy dụa chết đâu nha. Mà bơi theo cái kiểu mà relax á. Đùa giỡn nữa. Bây giờ mình sẽ ăn con này. Mọi người ơi hãy cổ vũ cho mình. Đây là con đuông dừa nó đã chết nha.
Ê, ớt cay quá. Rồi biết rồi. Mấy bà này mấy bà nhảy như vậy là không phải do mấy bà mê nước mắm đâu, mà là mấy bà bị nóng bởi vì ớt á. Chết rồi, sợ cắn trúng cái đầu của nó. Mặc dù nó chết rồi mà cái đầu nó ghê quá. Hay là mình lấy cái kéo mình cắt cái đầu nó ra ta. Mấy bạn biết không, cái đuôi của nó đó có lông nữa. Cái đầu nó cũng có lông mà cái đuôi nó cũng có lông nữa. Nên là cắn nhanh nó thì không được, mà cắn từ từ là cái lông nó đụng vô cái lưỡi nghe ghê lắm. Ngon ngon mọi người, mình tin cái chú bán rồi, chú nó nói béo lắm. Đúng rồi, hên quá vậy là ngon. Nhưng mà chỉ ngon khi ăn cái con chết thôi, có nghĩa là nó sẽ không ngoe 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 trong miệng mình. Còn mấy con này hên quá, hên quá. Cái mùi nó không có kinh khủng như như cái con ong, như cái con nhộng ở trong cái tổ ong, mà là nó béo, nó thơm thơm mùi dừa, nó thơm mùi dừa lắm mọi người. Nó béo như sữa vậy đó. Còn cái da của nó đó, nó giống như là nó dai dai giòn giòn nữa, nó giống như là cái tàu hủ ki, mà khi mà tàu hủ ki khô mà khi mà mọi người bỏ vào trong nước sôi á, đó là nó vừa mềm ra là nó dai dai, nó giòn giòn như vậy á. Hên quá, vậy là hôm nay mình sẽ ăn được món này. Nhưng mà lựa con chết ăn, không ăn con sống được, con sống nó que que ghê quá. Mình ăn con này nữa nha mọi người. Như vậy là có thể là Trúc sẽ ăn được những cái món khác nữa, cái loại côn trùng đồ khác nữa. Hồi đó thì Trúc rất thích ăn cái con dế, không, cái con mối á. Cái con dế Trúc cũng có ăn rồi. Cái con mối mà mùa mưa mà nó hay bay bay vòng vòng cái bóng đèn á. Đó, nó bay một hồi cái nó rớt xuống đất, nó rụng cánh và nó bò, nó nối đuôi nhau á. Thì hồi đó có bắt cái con đó xong bỏ lên chảo rang ăn rất là ngon, thơm ơi là thơm. Mà bây giờ hiếm lắm, không có tìm được cái món đó. Còn con dế á, thì hồi đó đi quay phim ở trên Đắk Lắk á, tối quay phim ở trên đó không có điện, cái mình đoàn phim câu đèn á để quay á, thì con dế nè, con dế cơm bự bự á nha, rồi con dế sầu đó, những cái con đó nó bắt đầu nó bu lại cái bóng đèn, xong lát nó chết queo à, nó bu lại xong cái lát nó rớt đập 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 ở dưới đất á, cái mình mới lụm con đó về, mình lặt cánh, mình lặt chân, cái mình bỏ lên chảo, mình rang nó, mình bỏ một ít muối nữa, ăn cực kỳ ngon luôn. Con này thì chỉ có bị cái sợ hãi là khi nó còn sống nó nhúc 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 nhúc, với lại cái răng của nó rất là nguy hiểm mọi người, nó cắn mình đó. Mình sẽ ăn một con nữa. Chịu rồi, chỉ có điều sợ cái răng á. Mặc dù là biết là con này chết rồi nhưng mà nhìn cái răng nó cứ nhớ cái răng nó cứ sợ sợ. Tưởng ăn không được mà bây giờ chắc là ăn không đủ. Vậy là món này mai mốt mình sẽ ăn nữa. Còn cái mật ong là mình không bao giờ ăn cái tổ ong nữa đâu. Mình có thể ăn cái mật thôi chứ mình không ăn cái tổ được. Mình không biết là cái con này có chế biến được món gì khác nữa không ta. Mình hỏi cái chú đó đó, thì cái chú đó nói là có thể xào, có thể cháy bơ tỏi gì đó. Nhưng mà chú đó vẫn nói là ăn ngon nhất là khi mà con bỏ vô trong nước mắm. Bây giờ mình sẽ lấy can đảm mình ăn một cái con còn sống. Mình phải chống chọi lại với cái nỗi sợ hãi cái hàm răng của nó. Đó, đó, hai bà cắn lộn nè. Trời ơi, bà này bắt cắn bà kia. Bà hung dữ chưa kìa. Mày hung dữ hả, chị ăn mày nè. Mày hung dữ hả, mày hung dữ. Đó coi nè, bà hung dữ rồi chưa, bóc bà lên mà bà còn ngoe ngoe ngoe. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt ngay cái đầu của nó để nó khỏi cắn mình. Trời ơi, nó không cho luôn kìa, nó chống cự rồi. Đây, đó không được. Đây nè mọi người nhìn nè, cái răng của nó như thế này thì hỏi làm sao mà nó không cắn đau được. Đó, cái răng của nó đó mọi người. Đó, mọi người thấy không?
bỏ chung nó vô với nhau rồi nè, cái con này cắn con kia rách da luôn. Con này hung dữ quá, phải ăn thịt nó. Con này cảm giác khác con kia nha mọi người. Bởi vì con kia là nó chết queo rồi, mình ăn không sao, còn con này nó còn sống, nó vô trong miệng nó sẽ ngoe ngoe ngoe. Và biết đâu khi nó bị mình cắn nó sẽ tiết ra một cái chất gì đó làm cho mình kinh khủng hơn sao. Tức là bịt mũi khi ăn. Không, chút xác nhận là món này ngon nha. Món này là hơi bị ghiền đó. Chỉ là sợ nó cắn quá, tụi nó mà kẹp một cái chắc rách cái môi quá ta. Chọc môi mình dày nữa. Bây giờ là phải né hai cái môi, chỉ để hàm răng chiến đấu với nó thôi. Dảnh hai cái mỏ lên. Ngon mọi người. Mẹ mình có dám ăn con này không ta? Mình sẽ chừa cho mẹ mình vài con. Mà chắc mẹ không dám ăn đâu. Với lại nó cay nữa. Ở nhà mẹ mình không ăn cay được. Ok, ngày hôm nay Trúc sẽ chiến đấu hết cái dĩa đun dừa này với số lượng là 25 con. Bây giờ mình tập trung ăn nha. Ngọt béo. Quá ngọt, quá béo, thơm dừa nữa. Đây là lần đầu tiên ăn con đu dừa luôn nha mọi người. Nhỏ lớn giờ chưa ăn con này. Mình sẽ tiếp tục nha. Hôm nay mình sẽ ăn hết cái chỗ này. Cái clip này hơi dài nên mọi người cố gắng xem nha. Biết đâu đoạn sau nó còn gì hấp dẫn nữa. Chúc cũng không biết đâu. Mình sẽ lựa mấy chị nào mà đã uống nước mắm no say rồi mình ăn với chị. Cay quá. Người ta nói ớt cay hay không là do người cắt đó mọi người. Ngon quá. Mọi người nhớ comment cho Trúc biết là cái cảm giác của mọi người như thế nào khi thấy Trúc ăn cái con này nha. Trúc chắc luôn là sẽ có những bạn là nói là thấy ghê quá, hoặc là bạn này ác quá. Nhưng mà các bạn cứ comment cho mình biết, mình muốn biết cái cảm giác của mọi người như thế nào. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy món này ngon. Cay quá. Ban đầu nhìn nó rất sợ nha mọi người. Clip này chắc dài 30 phút quá. Con này trong nhà hàng bán mắc không ta? Cho mọi người coi lại một lần nữa. Có một cách cho hết cay đó là mình phải ăn liên tục, mình đừng có ngưng thì nó mới không cay. Cái con mà bự quá, ở cái đuôi nó có cái gì đó cứng cứng mọi người. Quá ngon nhưng mà quá cay. Nhưng phải ăn hết chứ. Mình cảm thấy món này rất là ngon.
mình có cảm giác là hơi ghiền đó rồi đó. Không biết là có dịp nào đó mình sẽ thách đấu với một ai đó ăn con này không ta, xem là ai ăn được con đu dừa nhiều nhất. Mình sẽ vớt nó lên trên đây, mình để nó bò vô nước mắm nó cay quá. Ăn cái con này béo quá có mập không ta? Ăn nhiều cũng hơi ớn á. Được 20 con rồi, còn 5 con nữa. Chút xíu là nó cắn rồi. Mọi người thấy mặt mình đỏ lên không? Mình cay lắm rồi đó. Con cuối cùng. Mình thành công rồi mọi người. Ngày hôm nay mình rất là vui vì mình đã ăn được một cái món ăn theo yêu cầu của mọi người mà mình nghĩ là mình không bao giờ làm được. Mà cái kết quả nó bất ngờ hơn khi là mình ăn nó mà mình cảm thấy nó rất là ngon và có thể là cái mình cay quá nói bậy luôn rồi đó. Và mình hy vọng là sau này mình có thể ăn được nó nhiều lần nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video và cố gắng xem cho dù nó có hơi dài nhé. Và hãy like share cho mình nhé. Đặc biệt là subscribe kênh để cho mình có được nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trúc Vú Channel. Bye bye và hẹn gặp lại vào ngày mai.